هل نشك في أن الدين الإسلامي دين حق؟ Và chúng ta có bao giờ nghi ngờ, có bao giờ nghi ngờ rằng tôn giáo Islam? Wallah la yumkin alladhi yashuk yakfur. Và hãy biết rằng khi mà một ai đó họ nghi ngờ về sự đúng đắn của tôn giáo Islam thì đó chính là một cái việc phủ nhận. Limadha idhan la nad'u ila Allah? Và tại sao chúng ta lại không tuyên truyền con người đến với chân lý của Allah? La yalzam an yakun 'indak da'wa kabira jiddan tad'a mathalan makan fi ash-shari' al-kutub. ممكن قد تبنى في هذه البلاد نعم لكن تستطيع شخص واحد تدعو إلى الله تكلمه مثلا وتلقى إنسان في الشارع في الطريق نعم في الحافلة và chúng ta không cần phải tổ chức một cái sự kiện lớn hay là tổ chức một cách quy mô lớn về cái việc đạo cái việc kêu gọi con người đến với tôn giáo Islam chúng ta hãy đơn giản hóa nó chúng ta hãy nói chuyện với một người nào đó bắt đầu từ một người rồi hai người rồi đến số lượng nhiều hơn قريب منكم هنا في أندونيسيا كيف دخل الإسلام في أندونيسيا بسبب التجار يعني لم يصنعوا الدعوة بذاك الشكل يعني صنعوا أمور أو كتب فقط بماذا جاءوا للتجارة وبدأ الإسلام ينتشر ولله الحمد نعم và chúng ta hãy biết rằng những anh em láng giềng Indonesia của chúng ta làm thế nào mà họ có thể gia nhập tôn giáo Islam đó chính là bằng con đường buôn bán họ bắt đầu bằng sự buôn bán với nhau và sau đó Islam dần dần hình thành theo con đường đó. Nào.